Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành trơn như, chẳng hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành bốn niệm trụ, chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành thánh đế khổ, chẳng hành thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành bốn tịnh lự. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành bốn vô lượng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành bốn định vô sắc. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành tám giải thoát. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành tám thắng xứ. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành chín định thứ đại. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành mười biến xứ. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành pháp môn giải thoát không, chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành năm loại mắt. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành sáu phép thần thông. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành pháp môn Tam Ma Địa, chẳng hành pháp môn Đà La Ni. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành mười lực Phật, chẳng hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành trí nhất thiết, chẳng hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Này thiện hiện, vì sự tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí của Đại Bồ Tát ấy, không thể tạo tác, không thể phá hoại, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ, không phương hướng, không địa vực, không số, không lượng, không đi, không đến.